Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy vừa sơ kết kết quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của đề án. 100% công dân được thu thập thông tin dân cư, được cấp số định danh cá nhân và 100% công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đối với 14 thủ tục dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền các bộ ngành, tỷ lệ hồ sơ giải quyết bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân quận và ủy ban nhân dân các phường đạt bình quân trên 90%. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 6.853 hồ sơ cấp quận và cấp phường, tỷ lệ số hóa đạt gần 55%. Để thực hiện có hiệu quả đề án 06 trong thời gian tới, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan ban ngành, ủy ban nhân dân các phường tiếp tục quyết tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tập quấn để nâng cao trình độ kỹ năng về công nghệ thông tin của tổ công nghệ số cộng đồng